ảnh hưởng mà sư Minh Tuệ tu trúng đường. Hôm nay bà con mấy chục năm nay bà con đi sai đường lạc lối rồi, bà con thấy ông sư này tu mà chỉ xin một bữa ăn thôi, tối ngày chỉ ăn một bữa thôi mà ai cho tiền cũng không nhận không lấy. Ông sư này quá tuyệt vời, quá chân chánh. Chứ các cái ông sư kia tu biểu quá, bố thí cho nhiều, bố thí luôn nhà cửa sao đó, tụi nó bốc phát thì bà con hiểu rồi. Bị gì đời trình độ học vấn của là dân tộc Việt Nam mình nó cũng cao, với là đời 4.0 rồi, thành ra nó xương bà con biết rồi đó. Là tu mà biểu tao bố thí luôn nhà rồi là ra che chọi ở ở tự nhiên vậy đi, không có gì hết nữa. Sao con cháu mà nhờ phước đức nó giàu lắm, giàu đâu không thấy mà thấy đời con tôi khổ nè. Đâu phải tặng trong cái nhà rồi bây giờ là tiền bạc đâu, tôi là làm ăn nghề ngành này sở kia mà tôi sống, thấy không? Rồi ai cho ở đậu suốt đời vậy được, thấy không? Ở đậu người ta đi ha, che cái chòi ở đi. Bây giờ ngày mới thì Phật chắc bữa nay chưa có ai làm kêu nó được, thành ra nói sai cái chánh pháp của Phật. Thành ra bây giờ gặp ông này chân chánh quá, quay lại ùng ùng ai cũng mến mộ. Mà không phải trong nước Việt Nam mình, tỉnh này tỉnh kia mến mộ, mà tả cả đất nước Việt Nam mình mến mộ hết. Đi tới đâu là dân chúng bà con ủng hộ tới đó, đi tới đâu là dân chúng đi ra là cho nước, cho cơm, rồi dân chúng lại tới đó. Quỳ lại thiệt tình chứ không phải tôi nói mà nói lấy ốc đâu, cái gì coi trên mạng đi. Nó có người xá, có người lại. Có bà đó 100 tuổi mà bác kêu con bà đó, mày dắt tao lại, rồi ông xin mình tệ, dắt bà lại rồi bà quỳ xuống bà lại. Bảo 100 tuổi rồi đó, già như vậy đó, là người ta mến gì? Mến cái đức của cái người tu chân chánh. Là ông này hành theo cái hạnh đầu đà của Phật Thích Ca. Đó, hạnh đầu đà là cái hạnh cao nhất trong cái pháp người xuất gia. Nha, thôi bây giờ nói đến đây, sẵn đây nói luôn đi. Đây là cái hạnh đầu đà cao nhất của cái người xuất gia. Đó, cái này là mới sẵn thôi, thành ra không có thuộc, thành ra chỉ biên nói. Hạnh đầu đà là hạnh của người xuất gia, là khuất thực, là quốc sĩ và khuất thực xin ăn đó, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua đó. Hạnh đầu đà là một công hạnh, từ danh hạnh đầu đà là một công hạnh tu tập đặc biệt. Giờ là hạnh đứng đầu trong các hạnh của sự tu tập của các vị tỳ kheo, là của các hạng xuất gia. Bốn bể là nhà, bốn biển là nhà, không có phân biệt. Bốn biển là nhà, không nhà cửa, không tài sản, không gia đình, không vợ con, là không tham gia về hoạt động ở thế gian này. Nghĩa là mình chỉ có một cái thân, mình trần thân trải thôi, không đem gì hết. Cũng như Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, ngài đi vô rừng khổ lâm hạnh ngài tu đó, là 6 năm tầm đạo. Ngài tu trong rừng là không đem gì hết, chỉ có đem cái tấm tọa cụ là cái miếng vải để ngài lót ngang để ngài ngồi thiền định thôi. Ngoài ra không đem gì hết, nước cũng không đem, mà đồ ăn cũng không đem. Đi tới đâu là bẻ trái cây ăn tới đó. Đó, rồi nhiều khi ông ngồi thiền định, khỉ thấy ông ốm quá, bị 6 năm mà ốm quá rồi, cái là khỉ mấy là bẻ trái cây, dường mới bẻ trái cây dưng cúng ổng, cúng dường ổng. Đó, rồi thì ổng ăn, ổng hành đạo nữa. Mà 6 năm hành như vậy không đắc đạo. Mà giảng kinh cũng nói qua những bà kệ sau đây. 6 năm khổ hạnh giữa rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Chim hót trên vai xương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơn qua, hỏi thử ai tầm chân lý ấy, bên bờ sông giác chỉ riêng ta. Là chỉ có riêng Đức Phật Thích Ca thôi, chứ ngoài ra là các hạnh nhà sư tu đó cũng ưa chưa có ai gian lao khổ sở bằng Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca là từ cái rừng khổ hạnh đó là đi lên cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Cái rừng khổ hạnh đó là 1.000 năm chưa có người nào đi cho bên đây chỗ bên kia hết, nhưng mà ngày tu rồi ngày đi chỗ qua bên kia luôn. Ngài đi chỗ này 5-7 người nhóm tu này, ngài hỏi ông tu đạo gì, tu công hạnh sao,
Rồi ngài vô hành với ta, hành vài bữa ông thấy không hợp lý rồi đi qua cái chỗ khác, mà đi lên tới cái núi chỗ cái rừng khổ hạnh và tới cái núi Hy Mã Lạp Sơn, là cái núi này đó nó cao nhất thế giới. Thành ra cái sự gian nan khổ sở của ngài lắm. Hôm nay ngài Thích Minh Tuệ đi cũng thấy cái hạnh của Đức Phật ta, ngài làm theo y gian hạnh của Đức Phật ta, thì dân chúng thấy ngài tu quá tuyệt vời, quá chánh đáng. Ông sư mà không có dùng tiền mà thì ông sư chân chánh cái gì? Đây xin chia sẻ bà con vài câu giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói đó, muốn biết người nào tu thật hay giả thì ngài chỉ nói hai câu, nghe hai câu nói của Đức Quỳnh Giáo Chủ là biết ông đó thật hay giả. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói nè, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Đó đúng như khi ông Thích Minh Tuệ là chân chánh không quý vị đó, phải cái người không chân chánh á thì người ta đâu cần tu. Ta tài sản ta có mà, đất vườn ta có mà, nhà cửa ta có mà, ta giàu có mà. Nhưng mà ổng thấy cuộc đời không biết chết ai sớm mai, thành ra ổng mới giác ngộ cái thân không có đi tu. Mà ông già khi bước ra xin cha mẹ tu, nhưng mà ông già nói con tu ráng cho thành công nghe con, không lạm dụng tiền bạc của ai một đồng nghe con. Ông già căn dặn như vậy. Rồi thì cái hạnh của ngài thì ông già không dặn gì ngài cũng phải làm nữa. Nhưng mà ông già là thấy con mình là dặn cho con mình biết để tu cái đường lối chân chánh như vậy đó. Rồi ổng ra đi ổng tu thì chỉ nhận một bữa cơm thôi, để sống một ngày đó thôi. Rồi tiền bạc ai cho cũng không lấy, cho cái gì cũng không lấy. Một cái bình bát của bà sư bên Thái Lan đó, bà đem qua bà, cái bát đó bằng vàng, mình thấy vàng thôi chứ không biết vàng thiệt hay là cái màu vàng không biết nghe. Cái đó là một cái nào mình nói mình phân tích cho rành. À, thấy cái màu vàng chói à, đem qua tặng cho ổng, đổi cái bát ổng, ổng không nhận. Ổng nói ổng có bát rồi, bị gì có rồi không có nhận thêm, dầu bát quý cỡ nào cũng không nhận thêm nữa đó. Mà nếu như ổng tu mà còn thánh tham tham cái kia, ổng ham sắc màu, thấy cái này tốt hơn của mình đổi, nghe không? Người ta lại năn nỉ mình đổi mà, chứ phải đâu mà mình hỏi người ta đâu mà sợ. Thành ra ổng cũng cũng không không đổi. Thành ra cái thấy bà con cộng đồng mạng trong nước Việt Nam mình tu lầm đường lạc lối mấy chục năm nay, hôm nay thấy ông này tu chân chánh quá, ông này tu ngay thẳng quá, ông này tu có cái đức, đi tới đâu của đức ông tỏa ra ai cũng mến mộ hết, ai cũng thương hết, ai cũng quý trọng hết, ai mọi người ai cũng là thấy ổng rồi đi ngang qua cái trưa nắng mà ông đi ngang qua cái động lòng thương xót, khóc ra nước mắt, chảy nước mắt đó. Cái người có đức là vậy đó, không đức mới có làm Phật được, còn cái người tu mà không có đức là không có làm Phật được. Sở dĩ tu có đức là đức Phật cũng nhờ nhiều đức mới có thành Phật, chỉ đức này quan trọng lắm. Thành ra nghe bởi chỉ nghe tiếng thôi, chỉ nghe tiếng thôi mà bây giờ tôi nhắc nè, mới tôi bắt lên mạng mới nghe hồi tối nè, ba cô ca sĩ này, ca sĩ bên Mỹ là cái dân là người ta là hào quang trên sân khấu đó, giàu có cỡ nào nhưng mà cũng thấy ngài Thích Minh Tuệ rồi, nghĩa là xuống tóc quy y. Ba cái người mà nữ ca sĩ ở bên Mỹ xuống tóc cạo đầu vô chùa tu, mà có thể mình nói mình nghe người ta nói phớt ngang vậy thôi, nhưng mà nghe mang máng có thể qua Việt Nam mình tìm sư Thích Minh Tuệ đó. Thấy không? Thấy bà con thấy hãnh diện không? Đất Việt Nam mình có một cái ông sư thầy mà tu chân chánh như vậy đó, mà đức thầy nói là tu chân chánh mới không hổ tiếng, thấy không? Đức thầy mình cũng nhận xét đó là bậc chân chánh đó. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bốn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang đó, là ông chân chánh vậy mới được vinh giang. Cả đất nước Việt Nam đều bến phục, mà không phải đất nước Việt Nam mình thôi mà 223 nước trên thế giới đều mến mục hết, thấy không? Không thấy. Còn bây giờ đây nè, nói lên đây để vang danh cái đất nước Việt Nam mình có một sư chân chánh, là cộng đồng thế giới nhớ là cái sách đó là
Bách Khoa Toàn Thư đó ghi tên là Sư Thích Minh Tuệ là người Việt Nam đó. Mình nói khép cho nghe dễ thôi, cũng như là ổng là đạt kỷ lục thế giới 223 nước, chấm ổng là thứ nhất rồi đó. Được một được là ghi trong đó là bản Bách Khoa Toàn Thư, sách Bách Khoa Toàn Thư đó. Thành ra đây nè, cái người miền Nam mình nè, thấy ông ở ngoài vậy đó, chạy xe ông ra ra, ăn theo ông là tu, chạy xem ra tới chỗ ông rồi là cho chiếc xe ông ra tao luôn, gặp với ông là đi theo ông tu đó. Thấy cái người có đức rồi người ta đã mến mộ rồi, bao nhiêu người là cũng ở ngoài miền Bắc cũng là bỏ gia đình cạo đầu đi theo sức mình để tu đó. Mà bữa hổm là đi tu 40 người, 40 vị sư, nhưng mà qua sáng lại là còn có 12 vị. Rồi sau này tấp tấp thêm nữa là cái cạnh đi với sư Minh Tệ đêm đó, đó là 72 vị. Ông với sư Minh Tệ là 72, còn cái cạnh bên này đưa gì bên ngoài đó là mấy chục vị nữa. Là bây giờ cái tăng đồ lúc trước mà chưa có ẩn tu đen, 100 mấy chục vị tu theo ông. Rồi thành ra dân chúng đi tới đâu mến mộ. Rồi chính quyền cũng là an ninh nhưng mà không có được, bị đông quá. Rồi bây giờ nhà sư Minh Tệ ẩn tu cũng hởm rai rài, bây giờ mới trở về, bị vì cha ông già ông lãnh về để cho tu ở cốc cũ của gần nhà. Thành ra ông về đó ông tu, bằng ngày thì đi khuất thực đủ ăn rồi trở về cốc. Nhưng mà bà con mình bây giờ mấy bữa trước là ít người, nhưng mà hôm qua kia là quá đông rồi, bây giờ cái đông cũng ngạt như một lần nữa bà con ơi. Thành ra thấy cái chuyện này cũng hơi khó đó, mà không biết làm sao. Thành ra bây giờ thấy một người tuyệt vời như vậy, thành ra ông chi đi á thì chỉ có thấy cái hành ta thôi, cái tướng ta thôi, là dòm cái mặt thôi. Ông dòm ngay gan cái cặp mắt của ông đi thì ông biết ông con mặt ông sáng cỡ nào, con mắt ông sáng cỡ nào đó. Còn nhà khoa học Việt Nam mình nhiều người là đưa thơ lại hỏi nhà khoa học Việt Nam mình tại sao ông Thích Minh Tuệ ăn một ngày có một bữa. Nhiều khi cộng đồng mạng nó đeo lợi quay phim đó là tới 2 giờ tới 3 giờ, có đêm quay tới sáng. Ông thức đi một ngày đó rồi thức sáng đêm đó, rồi ngày sau ông đi tối ngày sau nữa nổi. Như vậy là lý do là sao ông có cái năng lực dữ vậy? Khoa học nó trả lời không được, mà nhiều thư lại hỏi vậy đó chứ không phải rồi khoa học giải đáp là ông Sư Thích Minh Tuệ này ông vượt qua cái rào cản của khoa học rồi, khoa không chứng minh được. Rồi khoa học mới cho ổng là đắc đạo tại thế rồi đó. Rồi á, bây giờ nói cái đó rồi, bây giờ chứng minh qua cái này nữa để cho bà con mình thấy là Đức Phật khi xưa cũng là tán dương Hạnh Đầu Đà trong hàng đệ tử của Phật là có một mình ông Ma Ca Diếp. Tu nhiều lắm nha, nhưng mà có một mình ông Ma Ca Diếp là tu là viên mãn, tức là đắc đạo rồi đó, tròn đạo rồi. Trong hàng đệ tử của Phật có ông Ma Ca Diếp đã trọn đời giữ gìn cái Hạnh Đầu Đà, dù rằng tuổi già sức yếu, đạo quả đã viên thành, và chính Như Lai có lời khuyên nên ông bỏ hạnh khuất thực và Hạnh Đầu Đà, đã trở về nhận lời mời của các trưởng giả và nhận y áo. Nhưng tôn giả vẫn giữ vững công hạnh một phần vì đã quen với lối sống Hạnh Đầu Đà. Nhưng quan trọng hơn nữa có lẽ là tôn giả Ca Diếp ngầm gửi một lời nhắn nhủ sau này sâu xa đến những hàng hậu thế cho chúng ta sau này. Rồi ngài nói tâu Phật, Phật tha thứ cho con đã thề nguyện trọn đời rồi, con không có thay đổi được, nhà Phật thông cảm cho con. Cái ổng nói thôi vậy là cứ nói vậy thôi đó.